Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là cũng gửi lời đầu tiên chúc đến tất cả quý khách hàng lời chúc sức khỏe và chúc mọi người có một ngày thật an lạc và vui vẻ. Hôm nay cũng cảm ơn tất cả những quý khách hàng đã thương mến đã đặt cái dòng máy MX250 thông minh là MX202 Tenza. Và tất cả những dòng máy còn đang ở bên trong nữa, anh em đang đóng chúng chút xíu sẽ đem ra. Bây giờ mình sẽ vô làm review chi tiết về con máy cắt 50 của hãng Tenza Thái Lan mới về ngày qua, mình có giới thiệu sơ sơ trên video chiều qua nha quý khách hàng nha. Đó, bên này là rất là cảm ơn anh khách đã đặt con 250E nè. Anh này anh nào ta? Cảm ơn anh Mơ. Cảm ơn anh Mơ rất là nhiều. Anh Mơ ở đâu đây? Đọc giùm anh gây tí. Anh Mơ này ở đâu đây? Ở Tân Hưng Long An. Ở Tân Hưng Long An. À, còn đây là máy mà kênh Máy Hàng Em Quyền có nhận sửa tất cả các dòng máy hàng nha quý khách hàng nha. Ở đây là máy này cũng nhận sửa của khách nè. Cắt 40L207 nè. Rồi axit của Welcome Mix đồ này nhiều lắm nè. Mình đang sửa ở đây rất là nhiều nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng nào có nhu cầu về sửa máy hàng của Hồng Ký, Tân Thành hay là tất cả các loại máy thì kênh Máy Hàng Em Quyền đều có thể sửa chữa được hết nha quý khách hàng nha. Ở bên trong là phòng kỹ thuật. Đó là những cái dòng máy mà kênh Máy Hàng Em Quyền tôi nhận sửa chữa. Tất cả quý khách hàng nào mà ở xa vẫn có thể gửi cho bên kênh Máy Hàng Em Quyền. Tụi này sẽ sửa cho tất cả các dòng máy hàng luôn nha. Rồi bây giờ không nói dòng dài nữa, mình sẽ vô review chi tiết về con máy cắt 50 này nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô chi tiết review để tránh mất thời gian của quý khách hàng nha. Đây là mình đã khui sẵn 3 con trên này rồi, tuy nhiên mình sẽ làm lại từ đầu tới đích coi máy móc rồi trọng lượng rồi nó như thế nào, bên trong nó chi tiết ra sao. Mình ba con này khui ra để cho nó có hình nền rồi cho nó đẹp nha quý khách. Rồi mình sẽ làm chi tiết của em đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống cái bàn nhỏ nè. Cái bàn này là cái bàn để hồi mình sẽ cắt thử nha quý khách. Rồi mình lấy cái cân, mình cân thử cho quý khách coi nha. Rồi, bỏ lên. Cân nhân hòa. Đó, nặng 12kg. Máy thì nó ghi ra Professional Power Tool Inverter Welding Machine. It is adopted with advanced IGBT Inverter Technology. Lightweight. Nhẹ nhàng ha. According with the EMC Tenza. Đây là tiêu chuẩn của châu Âu. Mình dịch sơ ra cho quý khách nghe nha. Đây là một cái dụng cụ chuyên nghiệp. Đó là một cái máy cắt lát ma được thiết kế với công nghệ IGBT tiên tiến nhất. Thiết kế nhẹ nhàng theo tiêu chuẩn EMC tiêu chuẩn EMC. Đây là tiêu chuẩn rất là khắt khe của châu Âu. Compact design, multi-view, có nghĩa là đa chức năng. Là một bộ nguồn cắt rất là tuyệt vời. Professional Power Tool. Đây là Tech German Technology. Tức là hãng Tenza nó buộc xuất khẩu qua Đức thì buộc phải làm theo đúng tiêu chuẩn của nó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui ra quý khách hàng nha. Rồi mình sẽ rọc cái thùng nó ra. Ráng cố gắng làm video này 15 phút ra được không? Rồi đầu tiên mình sẽ lấy bên trong nó ra. Đây là cái cách đóng gói của nó bên trong nè quý khách nè. Rất là chắc chắn nha. Bắt đầu mình sẽ khui từ từ cho khách coi nha. Đây. Bỏ lên bàn nha. Rồi bắt đầu em chuyển lên bàn, anh bỏ lên nè. Đây là bộ kìm hàng kẹp mát. Đây là một cái ống nối khí. Đây là một cây đuốc. Chút xíu mình gọi ra coi nó dài bao nhiêu mét. Rồi đây là toàn bộ máy của em đó. Rồi mình sẽ lần lượt một cái cuốn sách, mấy cái cổ dê nữa. Rồi mình sẽ lần lượt khui mình bỏ vô nha. Bỏ mút vô. Rồi khui cái bọc nó ra coi. Rồi rất là xuất hiện em đó. Rồi bỏ vô, cho phép mình bỏ cuốn sách vô luôn nha. Rồi mày mà mở cái súng ra. Quá đã luôn. Đây là một cây súng BT-31 dài 5 mét nha quý khách. Rất là đẹp. Em chiếu gần gần cho khách coi ha.
súng bọc bọc bằng lớp bao da, bằng cao su á, dẻo lắm, rất là dẻo. Rồi mình sẽ bắt đầu bỏ đồ này vô. Đây là tiêu chuẩn của nó cho theo. Đây nữa, một cái kìm hàng, một cái kẹp mát. Chút xíu mình sẽ cắt ra mình đo bao nhiêu mét luôn nha quý khách hàng nha. Đó là phụ kiện tiêu chuẩn. Và bây giờ kênh máy hàng Em Quyền sẽ tặng thêm cho quý khách cái này. Phụ kiện thì kênh máy hàng Em Quyền sẽ cho thêm 10 bộ, 5 bộ bét chứ. Thôi cho 10 bộ đi. Mai mốt khách đặt mình cho 10 bộ đi. Ba cái sứ lớn, ba cái sứ nhỏ. Sứ nhỏ xíu bên trong nè, em zoom gần cho khách thấy giùm anh cái. Thấy không? Ba cái sứ nhỏ xíu nè quý khách. Rồi cái này là trong cái súng tiêu chuẩn của nó cũng cho theo. Thì khi quý khách nhận hàng nó sẽ có hai bịch vậy nè. Cái bịch này là hãng nó cho theo có mấy bộ thôi. Kênh máy hàng Em Quyền sẽ cho thêm 10 bộ nữa, với ba cái sứ lớn, ba cái sứ nhỏ. Rồi bên cạnh đó sẽ tặng cho quý khách hàng hai đôi bao tay này nè. Hai đôi bao tay này để mình cắt lát ma. Mình nhắc lại lần nữa nha quý khách. Nói lại lần nữa cho nó suôn sẻ, phụ kiện nó cho theo vậy nha. Một cái súng BT-31 dài 5 mét. Nhà máy nó có cho sẵn là hai bộ, hai cái sứ lớn, hai cái sứ nhỏ. Kênh máy hàng Quyền sẽ tặng thêm 10 bộ bét này nữa. 10 bộ bét, ba cái sứ lớn, ba cái sứ nhỏ nữa. Một cái kìm hàng que, cái kẹp mát là nó cho theo rồi. Chút xíu mình sẽ coi nó dài bao nhiêu. Và một cái ống cấp khí này, một cái ống cấp khí này để gắn vô cái khớp nối nhanh ở phía sau cái súng nè. À, phía sau cái máy nè. Rồi kênh máy hàng Em Quyền sẽ tặng thêm hai đôi bao tay giải này để mình bảo vệ mình cắt. Và một cái kính này dùng để cắt rồi mài rồi hàng cũng được đó, của hãng Totan đó. Mình sẽ tặng thêm cái này đó. Đây là toàn bộ phụ kiện cho theo nha quý khách hàng nha. Toàn bộ phụ kiện là tặng theo cái máy này. Rồi bây giờ mình sẽ vô cắm điện và mình review cụ thể về em nó nha. Đây là mặt trước của em nó, thiết kế theo kiểu nhựa Donald Trump. Ở đây là cái chỗ khớp để mình bắt súng lát ma. Mình nói tới đâu mình làm tới đó luôn quý khách ơi, để mất thời gian quá. Đây mình sẽ bắt cái súng lát ma vô nha. Đây là khớp nối súng lát ma. Đây là chỗ bắt kẹp mát. Bên này là để bắt kẹp mát của hàng que. Khi mình hàng que thì mình sẽ tháo cái kẹp mát, cắt lát ma ra, tháo ra khỏi chỗ này. Rồi quý khách gắn kìm hàng que vô đây. Rồi đây là dây điều khiển hai pin, mình cũng dặn vô luôn. Quý khách nhớ dặn đúng cái khắc của nó. Khắc của nó đang nằm trên nè. Cắm vô, dặn lại. Rồi mình đã bắt xong cái súng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt kìm hàng kẹp mát. Đây kìm hàng kẹp mát thì mình sẽ cắt ra luôn. 100% dây đồng nha quý khách. Mình sẽ cho theo, hãng nó cho theo là 3 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát. Rồi bây giờ mình sẽ bắt kẹp mát vô. Đó, đồ nó y vậy nha. 3 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát. Rồi mình sẽ bắt kẹp mát vô. Kẹp mát của nó mình sẽ bắt vô đây. Kẹp mát thì luôn luôn bắt vô dấu cộng là màu đỏ nha quý khách. Cái súng là dấu trừ nha. Lát ma nó y chang tích vậy đó. Súng cắt lát ma hay là súng tích đều bắt bên dấu trừ hết. Rồi mình đã bắt xong. Kìm hàng que mình tạm thời mình để ở đây. Rồi đây là mặt bên tay phải từ ngoài nhìn vô nha. Đó, đây rất là đẹp. Đây là mặt trên cũng rất là đẹp. Mình làm cho nó nhanh rồi mình sẽ lật qua bên mặt sau. Thiết kế của mặt sau của nó nè quý khách, toàn bộ cái đồng hồ điều áp là loại rất là tốt, nó đã gắn sẵn trong này rồi. Đúng là tụi bên châu Âu nó hay thiệt á chứ. Đó, tất cả đều đã thiết kế sẵn rồi. Đây là công tắc nguồn on off, đây điện 220 vô, đây là cái quạt, toàn bộ là đường khí đồ này kia nó bài bản sẵn hết rồi. Mình chỉ cần cắm máy nén khí vô đây là chạy. Thì cái ống hồi nãy mình có đề cập á là nó giải quyết vô chuyện này. Quý khách ở nhà chỉ cần mua cái máy này về xong là cắm cái này vô nè, cắm cái bụp đó. Rồi đầu còn lại bên này mình sẽ cho máy nén khí vô, rồi bắt đầu nhổ cái này lên. Quý khách nhổ này lên sẽ dặn này là áp ở mặt tiền á, áp ở mặt trước nè. Khi mình cấp khí vô
thì quý khách chỉnh cái này thì cái đồng hồ này nó sẽ lên. Đó, mình nói lý thuyết trước rồi bây giờ mình sẽ vô cụ thể liền nha quý khách. Rồi bây giờ mình sẽ mượn cái máy nén khí của ở trong công ty á, mình làm. Rồi cái mặt còn lại của nó bên này nó cũng giống mặt bên kia thôi đó. Xong ha quý khách, mình đảo vòng trở lại nha. Rồi thông số kỹ thuật nè, em lại gần em zoom giùm anh cái. Rút giùm cái đường khí giùm em cái. Rút luôn đường khí. Đó, đó là cái thông số kỹ thuật của máy đó. Rồi, quý khách nhìn nha. Đây là máy đa năng. Máy này rất là đặc biệt, mình phải khẳng định với khách hàng, nếu mà đã từng mua máy của kênh Máy Hẻm Quyền thì sẽ hiểu về những cái gì mình nói. Có như thế nào, nói đúng như thế đó để mình yên tâm mình đầu tư một cái máy cho nó có chất lượng và có độ bền. Thì đây là dòng máy mới nhất mà mình khẳng định trên thị trường, không có cái, không phải mình nói vậy rồi quý khách nhảy vô ném đá nói mày cái gì nói cũng quảng cáo cũng tốt. Thì xin lỗi quý khách, mình không có ý đó, mình không có nói là mình là nhất. Nhưng mà rõ ràng con máy này nó có những cái tính năng rất là vượt trội so với những dòng máy khác trên thị trường. Nó đầu tiên là chức năng cắt nè. Trong cái chức năng cắt á, quý khách thấy cái lợi điểm của nó là gì? Nó có chỉnh được cái khí ra trước là cái điều mình rất là thích. Ở chức năng cắt plasma thì mình sẽ chỉnh được khí ra trước mà những con máy khác trên thị trường là không có. Mình dám khẳng định điều đó, đúng là yêu cầu khắt khe của bên châu Âu nó khác mình. Những con máy trên thị trường nó chỉ có chức năng khí ra sau thôi, nhưng mà ở này nó có khí ra trước nè, regain nè. Nó mình chỉnh bé nhất của nó là mình tắt cũng được, nhưng mà mình khuyên khách hàng là nếu nó đã có như vậy có nghĩa là yêu cầu rất là khắt khe ở châu Âu, thì theo mình là mình nên để 1 giây. Rồi và chức năng này khí ra sao thì mình để càng lâu thì nó làm nguội cái bét, nó bền cho cái bét. Rồi mình sẽ chỉnh khí ra sao là 8 giây. Đó, đây là phần cắt plasma vậy nha quý khách, nó dễ lắm. Rồi cái hay nữa là trong con máy này nó là full kỹ thuật số đời mới nhất mà chỉnh bằng encoder nè, chỉnh vô tận, chỉnh sao nó cũng đó. Đây là chỉnh bằng công nghệ gọi là encoder kỹ thuật số. Quý khách nhấn một cái là chuyển qua chức năng là tự giữ là 4T, nhấn một cái là 2T. Nó có chức năng 4T nữa. Đó là những cái lợi điểm mà những dòng máy khác trên thị trường không có. Thứ nhất là chỉnh được khí ra trước. Thứ hai là có 2T và 4T, những con máy khác không có. Rồi, và một cái tính năng nữa là tính năng hàng que. Hàng que thì nó chỉnh được hot tạc nha quý khách. Đây. Hàng que là chỉnh được hot tạc là khởi động nóng. Và đồng thời là chỉnh được AdFox là chức năng hàng leo. Đó là những cái lợi điểm mà công nghệ mới nhất của con máy này. Và đồng thời cái đồng hồ khí lúc nào nó cũng hiện lên mặt tiền để mình dễ thấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm khí nha. Em đi đảo vòng ra sao cho khách thấy. Mình mượn cái máy nén khí ở công ty nè khách. Bây giờ mình sẽ cắm khí vô nha. Đó, mình nhờ đứa em nó đi đảo vòng qua nó cắm đây. Mình làm để cho video nó nhanh. Vô nè, máy nén khí của công ty nó ra cái đường này. Mình sẽ cắm vô. Đó, rất là nhẹ nhàng. Rồi em đảo ngược lên trước đi, anh sẽ chỉnh áp cho quý khách coi. Giống như nãy mình nói với quý khách á, mình ở phía sau đích của nó có cái này. Bây giờ mình sẽ nhổ nó lên. Thì ở sau lưng này mình cũng đã nhổ lên rồi. Bây giờ mình chỉnh áp cho quý khách coi nha. Nó áp nó hình như nó set áp sẵn rồi nè. Quý khách sẽ dặn ngược kiều kim đồng hồ là áp nó giảm xuống. Nó đang giảm không? Quý khách có thấy nó đang giảm không? Em zoom lại đi. Đó, mình nhổ cái này lên nha quý khách. Nhổ cái này lên. Rồi mình sẽ chỉnh nè. Xuống không em? Thấy xuống không? Rồi đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên. Lúc mà quý khách cấp máy nén khí vô á là nhiều khi nhà máy nó có thể nó set up sẵn hết rồi, lúc nó test á thì nó sẽ lên sẵn 5 kg rồi, nhưng mà mình vẫn phải hướng dẫn khách hàng là quý khách nhổ cái miếng này lên nè, nhổ cái ống này lên nè, nhổ lên rồi bắt đầu mình chỉnh, mình xoay vậy nè, rồi chỉnh xong xuôi mình khóa lại. Thì ở sau đích mình đang nhổ lên rồi nha quý khách. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dặn theo chiều kim đồng hồ cho nó lên nè, nó lên cho đủ 5 kg nha, là mình sẽ vô mình cắt liền. Đó, quý khách thấy nó cái hay của nó không? Đó, lên được mấy ký rồi? Sắp được. Rồi, sắp được 5 ký rồi đó. Rồi, 5 ký chưa? Em zoom lại coi. Rồi, nó đã xong rồi nha quý khách. Giờ mình vô mình cắt thử liền. Đầu tiên mình sẽ cắt cái miếng 6 ly này. Mình sẽ có 3 loại ton. Ngày qua nhờ đứa con gái nó đi học về rồi nó ghé nó mua đó. Đó, cho khách coi 6 ly, 8 ly và 10 ly. Thì bây giờ mình sẽ vô mình cắt liền nha quý khách. Rồi mình sẽ di chuyển cái máy xuống cái bàn cho đứa em nó quay cho nó dễ nha. Rồi. Rồi trên màn hình quý khách sẽ có 3 loại ton, 6 ly, 8 ly và 10 ly. Rồi bây giờ mình sẽ vô, không tránh mất thời gian của quý khách nhiều, mình sẽ vô mình làm liền nha.
Giờ mình cắt cái miếng 6 ly trước. Thôi cắt cái dày trước đi, 10 ly luôn đi, cắt quất một khoát 10 ly luôn. 10 ly nha. Dùm gần cho khách coi 10 ly nha. Rồi vô đè cắt liền. Mình mượn cái này mình làm cái thước. Mình mượn cái miếng 6 ly mình làm cái thước. Cắt ngắn ngắn thôi để video nó dài. Đây là miếng 10 ly nè quý khách, 10 ly nha. Bỏ xuống. Nè quý khách để khi mình nhấn một cái là một giây sau nó mới mồi hồ quang nha. Tại vì nãy mình chỉnh là khí ra trước đó. Đây nè, mình có chỉnh khí ra trước nè. Khí ra trước mình chỉnh một giây. Thì quý khách để ý một giây sau nó mới mồi hồ quang nha. Chứ nó không phải mồi liền. Rồi mình sẽ cắt đường này nha. 10 ly, quất. Cắt quá quá mạnh luôn. Ồ, cái đường cắt nó đẹp quá trời. Đó, bây giờ mình đúng là phải mài sơ cái này cho nó đừng có đường ba vớ cái mà. Đây nè. Để mình đi cho nó thẳng rồi mình vô đường 4T mình cắt đường cho quý khách coi nha. Nếu quý khách thấy nó cắt ngọt ngào không? Ba vớ rất là ít nha. Ba vớ rất ít luôn, 10 ly mà ba vớ rất ít luôn. Chứ không phải là ấy đâu nè, quý khách nhìn là ba vớ rất ít. Nè. Những con máy khác trên thị trường cắt ba vớ hơi bị nhiều luôn á nè. Chút xíu đi mình gõ lần cho quý khách coi đi. Nè. Rồi, cái ba vớ của nó rất ít nha khách đó, đường cắt của nó. 10 ly mà nó cắt ngọt như cái gì á. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chức năng 4T nha. Rồi, mình sẽ bật qua chức năng 4T nè. Rồi quý khách để ý cái tay mình cắt là mình sẽ không cần giữ cò nữa. Này nó ứng dụng quý khách hà gá lên rùa hay là gá lên gì đó rất là ngon lành. Bắt đầu mình quý khách để ý cái tay mình nha. Mình chỉ cần bóp cò cái, mình buông ra là... Rồi mình buông tay ra nha. Tay mình đã buông rồi đấy khách. Đây là lợi điểm của máy này nha. Máy trên thị trường nó không có chức năng 4T nha. Tốc độ cắt rất là nhanh nha quý khách. Mình phải nói là mình khen thật sự cái máy này á quý khách. Mình khen thật sự đó. Tại vì sao? Cái đường cắt của nó rất là nhuyễn nhỏ mà quý khách nhìn cắt 10 ly mà nãy giờ cái bét nó chưa có xi nhê gì luôn. Bét còn nguyên luôn. Nè quý khách nhìn nè. Chắc đâu cần thử 6 ly nữa ha. 10 ly cắt vậy thử 6 ly chi nữa. Nhắc lại cái tính năng đặc biệt của con máy này nha. Thứ nhất, máy trên thị trường á là không bao giờ có chức năng hàng que ở cái dòng nhỏ này. Cắt 50A. À, bây giờ mình vô mình báo giá luôn để quý khách chờ đợi lâu nha. Giá mình sẽ cố gắng hết sức để 4.8 triệu cho quý khách hàng. Mặc dù vừa nhập vừa rồi tiền cước tàu rất là cao, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức giữ cái giá tốt nhất cho quý khách hàng là giá 4.8 triệu. Mình không có nói quá về sản phẩm này đâu. Đây là toàn bộ theo tiêu chuẩn của châu Âu, đúng bài 100% luôn. Tại vì mình chỉ cần một cái khớp nói nhanh, một cái bóp vô đây cái. Rồi quý khách để ý không? Giờ mình là mình cắp vô tất cả những cái gì máy nó đã cho theo sẵn hết trơn rồi nè, cho đầy đủ hết rồi. Giờ mình chỉ cần cắm khí vô cái là mình về mình xài thôi. Nè quý khách nhìn nè, mình cắm vô nha, cái đồng hồ hiện lên nha quý khách, để ý nè, cắm nhẹ nhàng nè, rồi xong nó đồng hồ nó nhảy lên liền. Rồi mình sẽ chỉnh thôi, cắt trong cắt thì có khí ra trước, chỉnh được maximum 3 giây.
trong cắt có cái khí ra sao, chỉnh được maximum 10 giây. Quá hay cái chức năng này, mình thích lắm. Mình quý khách có khí ra trước, mình để bảo vệ cái bát rất là tốt. Không lẽ mình cắt đường nữa chứ. Rồi trong hàng que thì nó có chức năng hot tạc là khởi động nóng nè. Và chức năng hàng leo, đó là những cái tính năng quá siêu việt rồi. Đúng là châu Âu là nó bắt buộc cái điều kiện khắt khe. Rồi bây giờ mình sẽ gắn mở cái cạp mát của Latma ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn kìm hàng que vô ngay chỗ dấu cộng này nha quý khách. Đây mình gắn kìm hàng que vô, gắn nhẹ nhàng vô, gắn vô dấu cộng nè. Rồi mình mượn cái cạp mát mình chuyển qua bên dấu trừ nè. Dặn theo kiểu này thì nó biết chừng nào nó hư. Bán mấy cái đồ này là mình không bao giờ bán phụ tùng thay thế được luôn. Cái dặn kiểu này khó hư lắm quý khách, cực kỳ khó hư luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hàng mình nói lại, hồi nãy mình mới vừa cắt ra xong giờ mình nói lại thôi. Bật qua chức năng que rồi mình chỉnh lên 120 là đủ rồi. Hàng 3 ly 2, mình hàng tay trái luôn mọi người. Rồi mình bon 2 điểm rồi, chắc mình mượn cái kiến cái tô tan này mình tặng quý khách, mình đeo vô mình hàng luôn nha quý khách. Đeo vô, quất luôn. Dễ mồi không quý khách, biết thấy nó dễ mồi không? Quá dễ mồi luôn á. Thấy không? Chịu nổi rồi, giá có 4.8 bảo hành này 2 năm, phụ kiện cho theo là 1 VT31 dài 1 mét miên man, cái kiện hàng que 3 mét bằng đầu 100%, một cái kẹp 2 mét, tặng tiếp 13 bộ bét VT31, 5 cái xứ lớn, 5 cái xứ nhỏ. Rồi như vậy thì còn cái gì nữa, tặng thêm 2 đôi bao tay và tặng thêm cái kiếm mình đang đeo trên người nè, đang đeo trên đầu nè. Rồi về đó hàng cắt là thoải mái. Rồi hàng xong bật cái nắp này lên mài, quá đẹp rồi nè quý khách nhìn nè, nó tự dẫn thuốc ra luôn nè, mình lấy tay mình dở ra luôn đó. Hàng gì quá chất lượng vậy ta, nó dở ra luôn nè quý khách thấy không, nắm tay lấy ra luôn. Rồi em lại chiếu đường hàng cho quý khách coi đi. Nói quý khách ơi, hàng xong rồi cắt ra xong rồi hàng lại, đã không quý khách nhìn nè, cắt ra xong rồi hàng lại luôn, còn gì bằng nữa. Nãy cái đường này nãy nó dính sỉ nè, mình gõ ra lấy này ra đi, hàng xong ngon lành rồi. Quý khách thấy không? Cái này là chỉ cần gõ nhẹ nhàng ra thôi nè, đó. Đó, quý khách thấy không? Những cái đường cắt của nó thiệt á, quá trời ghiền luôn á, con máy này sao mà nó đã dữ vậy ta. Nó còn đoạn này mình hàng nữa, mình chia tay quý khách hàng nha. Hàng nè. Nó quý khách đụng que rồi đó là tự nó mồi. Rồi xong. Nó ghiền quá ta, không lẽ mình cắt đường nữa. Mình mới vừa hàng ra xong rồi. Nó đã quá. Chỉnh có 120 ampere thôi mà nó hàng nó ngấu nghiến vậy nè. Rồi cắt lát ma thì cắt 10 ly rồi. Cắt nó ngọt y như mía lùi vậy. Cắt nó thẳng băng nè, mấy cái đường cắt này hết nhìn nè. Đường nào đường nấy cắt là thấy mắt ghiền luôn á, đó. Đây nữa nè, ba đường cắt của nó nè. Rồi. Một lần nữa cảm ơn quý khách rất nhiều. Mình nhắc lại lần cuối cùng trước khi mình chia tay quý khách hàng nha. Giá là 4.8 triệu cho một cây súng BT31 dài 5 mét miên man, 3 mét kìm hàng. Đó, 3 mét kìm hàng bằng đồng, 2 mét kẹp mát. Đó, 13 cái bộ bét BT31, tặng thêm 2 đôi bao tay, 1 cái kính Totan. Đó, giá 4.8 triệu bảo hành là 2 năm đó, và một cái ống dẫn khí có khớp nối nhanh. Đó, đây là toàn bộ hôm nay mình sẽ review về cái con máy này cho quý khách hàng nha. Dòng máy này rất là xịn hào. Máy cách 50, có chức năng hàng que, có chức năng cắt lát ma ở chức năng 4T và 2T. Mình thích nhất cái chỗ 4T của nó. Đó, quý khách nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha quý khách. Để ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng post những video những dòng máy vừa tốt mà vừa rẻ cho quý khách tham khảo hàng ngày nha. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã theo dõi hết video.
chúc quý khách một ngày thật sự an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.